Xin chào tất cả các bạn, mình là Quyền đây. Hôm nay mình sẽ đến một cái câu lạc bộ then do nghệ nhân Thảo Mộc Kiến là người phụ trách truyền dạy nghệ thuật hát then cho rất là nhiều người, từ các bác nhiều tuổi cho đến các cháu thiếu nhi. Mọi người đều rất là đam mê với nghệ thuật hát then đàn tính này. Mọi người theo dõi nhá. Đây là cái nhà văn hóa tổ 8, thôn 23, xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Nơi đây đang diễn ra cái lớp học hát then đàn tính. Chào cô nhá, chào các bác. Sau khi đến lớp hát then do nghệ nhân Thảo Ngọc Kiến truyền dạy thì bác đã giới thiệu tôi với mọi người và cũng muốn tôi hát một bài để chia sẻ niềm đam mê hát then đàn tính với lớp bác đang dạy ở đây. Thì qua cái không khí này thì tôi mới thấy thực sự là nghệ thuật hát then đàn tính thì không bao giờ có thể mai một được, bởi vì tất cả mọi người đều rất là hứng thú và say mê học tập. Mọi người nhìn thấy không, khi mà Trung tâm Văn hóa thành phố Tuyên Quang phát động cái việc học hát then đàn tính này thì cái câu lạc bộ này họ đã tự mình mua đàn đến để tập, và có nhà mua đến 3 cây bởi vì có bà và hai cháu cùng tập, và có những người thì người ta cũng sẵn sàng mua đàn tính để tập luyện, và thấy họ rất là hăng say. Đấy, mọi người nhìn xem, đây một cái lớp đông như thế này, thế mới thấy rõ là cái niềm đam mê nghệ thuật dân tộc nó không bao giờ có thể mất đi được trong lòng những người dân ở Tuyên Quang. Bây giờ thì mọi người nghe một số cái đoạn mà tôi quay lại được để thấy được cái tinh thần tập luyện và học đàn khá nhanh của những người đam mê ở đây. Tôi là cần keo, nhưng không hiểu vì sao tôi lại rất là đam mê hát then đàn tính. Đầu tiên khi nghe những giai điệu hát then đàn tính thì tôi cảm thấy ô, làm sao lại có cái dòng nhạc mà nó cứ ngang ngang, nghe rất là khó hiểu. Nhưng mà khi học dần lên ý, thì tôi mới thấy rằng là ôi, nó không phải như mình nghĩ ngày xưa, mà bây giờ nó thật sự là hay và cuốn hút. Và khi tôi nghe điệu then cổ và tôi đệm đàn theo ấy, thì tôi cảm thấy người tôi cũng lâng lâng, bay bay, sập sập xình xình, rất là thú vị. Và những cái giai điệu ấy lên thì tôi càng cảm thấy mình thêm yêu quê hương, thêm yêu Tuyên Quang, thêm yêu những giá trị văn hóa dân tộc của đất nước nói chung và của người Tuyên Quang nói riêng. Đây là một món ăn tinh thần của người Tày ở khắp các nơi, ở trong cả nước cũng như là ở vùng Đông Bắc và Tây Bắc Việt Nam. Thực sự tôi để ý thấy rằng nếu mà mọi người đến với lại Tuyên Quang hay bất cứ nơi đâu như các tỉnh Lạng Sơn, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Giang, Quảng Ninh hoặc là Cao Bằng, thì một lúc nào đó hay một bất chợt nào đó mọi người sẽ
gặp cây đàn tính, gặp những người hát then, những người giữ hồn dân tộc, cho chúng ta thấy được giá trị và những bài học triết lý sống được đúc kết từ ngàn đời qua những câu hát của những nghệ sĩ, nghệ nhân. Sau đây, nghệ nhân Thàm Ngọc Kiến sẽ chia sẻ những cái suy nghĩ và trăn trở của mình sau rất là nhiều năm truyền dạy hát then đàn tính đến với mọi người ở khắp nơi. Xin mời mọi người cùng lắng nghe. Rồi, chào bác nhá. Bác ơi, cháu biết với là hiện tại các câu lạc bộ hát then đàn tính này có nhiều không bác? Ở trong tỉnh Tuyên Quang của chúng ta là có rất nhiều các câu lạc bộ hát then, đặc biệt là ở huyện Chiêm Hóa và Na Hàng, Lâm Bình, trong đến Yên Sơn và Hàm Yên, và thành phố Tuyên Quang cũng có một vài câu lạc bộ. Vâng, chúng cảm ơn. Mà cái hoạt động chủ yếu là phong phú hơn là cũng là ở Chiêm Hóa. Bác cho cháu biết thêm là sau nhiều năm bác đi truyền dạy cái hệ thuật hát then đàn tính này cho các câu lạc bộ và rất là nhiều người khác, thì bác thấy là chất lượng của những người học này thì bác thấy như nào ạ? Qua quá trình đi truyền dạy ở các câu lạc bộ trong tỉnh nhiều nơi thì tôi thấy là nói chung là cái sự nhiệt huyết của tất cả mọi người, từ già trẻ đều yêu mến hát then, nên cho nên là cái sự tham gia luyện tập của họ rất là hăng say. Có cái trở ngại cho họ là những người ham mê và thích cái then này đã quá tuổi rồi, nên những họ cũng nhiệt tình đến để tập, thì khi mà nó sẽ bị hạn chế nhiều do tuổi tác và cái năng khiếu của các phần hạn chế. Đặc biệt là các cháu nhỏ, các thế hệ trẻ thì bây giờ cái yêu thích về hát then ấy thì cũng có, nhưng mà nó không như các bạn thì được. Nhưng mà cũng được một số là mỗi nơi đấy đều có một số các cháu này rất thích hát then, tập luyện say mê và tiếp thu rất nhanh. Đặc biệt là đâu có các cháu tham gia thì cái truyền dạy của mình cũng rất là thuận lợi, truyền cảm được hết cho các cháu về kỹ năng, về kỹ thuật, về diễn với cây đàn. Chủ yếu mình đi cũng có những câu lạc bộ thì lần đầu tiên được tiếp xúc với những người đến truyền dạy, cho nên là họ cũng mới biết được thế nào là cái nội dung, cái ý nghĩa của hát then với lại cái ngôn ngữ trong then, trong sinh hoạt hàng ngày. Cho nên là thì họ mới nắm được cái đó, thì nên là họ cũng rất là thích và thiết tha được học. Cũng như tôi đã nói là nó có bị cái cản trở, tức là bây giờ những người có tuổi rồi lại rất thích, người rất trẻ thì họ thích, còn cũng không bằng được. Nên là cũng muốn rằng là mình đem hết nhiệt huyết của mình để truyền dạy cho các cháu để giữ gìn lại cái bài cháu. Cho cháu hỏi thêm một chút nữa là năm nay bác có phụ trách nhiều những câu lạc bộ không ấy? Với lại là bác thấy là năm nay cái câu lạc bộ mà đang luyện tập này, bác đang luyện tập này thì bác thấy là các mọi người như nào ạ? À? Chất lượng có được không? Hiện tại là tôi đang truyền dạy cho hai câu lạc bộ của xã Kim Phú, cụ thể là thôn 8 và thôn 23. Và có một lực lượng học viên học rất là đông, có người có tuổi, người già thì coi như là các u từ 50-60 là có trên 36-7 người. Cái ban đầu thì nhất là các cháu thì cũng có đăng ký học là hơn 30-33 cháu, nhưng qua quá trình thì là cái năng khiếu nó không thể theo đuổi được, một số cũng đã từ bỏ. Hiện nay còn hơn chục cháu, mấy cũng cộng với lại hơn 30 người lớn, cái số đặc biệt là cái Kim Phú này là đồng bào Tày di dân từ vòng Lòng Hồ xuống đây sinh sống ở đây, mà cũng rất là muốn ham mê với hát then. Đấy, mà mọi người rất là say sưa đâu khi mà có cái lớp tập huấn này, coi như là các bà các chị là tự đi sắm cho mình mỗi người một cái đàn,
mà tôi thấy là đặc biệt rất quý trọng là ở cái chỗ này, là cái câu lạc bộ này là cái số lượng đàn là rất là nhiều cho cả các cháu và các bạn. Có nhà sắm 2-3 cái đàn, và cái lớp ở đây có nhà là bà bố và cháu, và có nhà là ba bà cháu tham gia tập đều có hiệu quả đấy, là có cái gen thì năng khiếu và thế. Bác ơi, cho cháu hỏi thêm một chút nữa là với những cái mà bác, những điều mà bác nói vừa xong ấy về hát then như vậy ấy, với sự rất nhiều và sự nhiệt đam mê nhiệt tình của mọi người, thì bác thấy tương lai của hát then đàn tính thì như thế nào ạ? Về tương lai của hát then đàn tính thì thế, nó chỉ có là nó mỗi ngày một phát triển thôi, bởi vì là cái lực lượng đam mê này trong dân tộc, trong cuộc sống của dân tộc thì họ vẫn đam mê, và tuy họ không biết hát cái gì nhưng mà họ rất thích nghe, thích xem ở trên truyền hình, mà đặc biệt là bây giờ có cái trên mạng truyền thông đó thì có các cái chương trình YouTube thì là bà con là rất là dễ tiếp cận. Đấy, cho nên là cái tôi thấy là cái hát then nó khỏi này nó sẽ được phổ biến. Đấy, nên là không sợ, không sợ mai một đâu. Cái là làm thế nào mình truyền đạt lại cái gì, truyền được cái lửa ấy cho các thế hệ trẻ để nó say mê hơn. Vâng, cháu cảm ơn bác với những cái đóng góp cho cái nghệ thuật hát then của tỉnh Tuyên Quang và cũng như là của các tỉnh miền núi phía Bắc của mình, và càng ngày cháu mong là then càng ngày nó phát triển. Và cháu cảm ơn bác. Nghệ nhân Thàm Ngọc Kiến vừa chia sẻ xong thì tôi muốn giới thiệu đến một người, đó là em Liên, người ở Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Em là một người rất là đam mê hát then đàn tính, và em đã cùng bác Kiến đã đến cái lớp này để truyền dạy cho tất cả mọi người. Và em cũng là một trong những nhân tố mà bác Kiến đã phát hiện trong quá trình những lần bác lên Lâm Bình để truyền dạy lại cái nghệ thuật hát then đàn tính này ở trên vùng đó. Đàn tính thật sự không quá khó mà cũng không phải là quá dễ. Mọi người nhìn lên đây, khi tôi hát xong cái nhiệm vụ của mình thì bác Kiến đã mời một em xuất sắc hơn trong các bạn học sinh. Thời gian qua bác đã hướng dẫn, bạn ấy đã hát một bài được luyện tập trong quá trình vừa rồi. Mọi người cùng nghe nhé. Mọi người biết không, khi tôi lắng nghe các bạn nhỏ tập luyện thì có một giọng hát vang sang sả, nghe rất là vui tai, âm thanh rất là sắc nét. Tôi đã chú ý đến bạn ấy, quay lại bạn ấy một đoạn trong quá trình bạn ấy tập luyện.
một bạn nhỏ nữa mà tôi muốn giới thiệu đến mọi người là em Ngọc. Năm nay mới lớp 6 thôi, và em ấy cũng đã là người đam mê và đã tập luyện được những cái bài hát trong quá trình được học. Mọi người nghe em ấy chia sẻ nhé. Năm nay cháu là bao nhiêu tuổi? Năm nay cháu 11 tuổi ạ. 11 tuổi. Thế đến với cái hát then đàn tính này cháu đã bao giờ tập ở đâu chưa? Cháu chưa. Lần đầu tiên mình mới tập hát then đàn tính ở đây. Và cháu thấy cái môn nghệ thuật này có khó không? Dạ, cháu thấy không. Không khó. Và cháu học mất bao nhiêu lâu thì có thể học được một bài hát? Cháu mất tầm 5 ngày ạ. 5 ngày, thế là câu lạc bộ mình, cái lớp này này, lớp truyền dạy này này, là được bao nhiêu ngày rồi? Được tầm 15 ngày rồi ạ. Tầm 15 ngày. Thế là đã thuộc được một bài rồi ạ? Một bài rồi ạ? Thế thì chú nghĩ là nếu mà để học được nhiều hơn nữa thì mình về mình phải chăm chỉ hơn ấy. Thì mình sẽ học được nhiều bài hơn. Bên này là để hát cái này thì chú nghĩ rằng là, mà chú tập rồi ấy, thì chú thấy rằng là mình dành thời gian cho nó một chút thì là học sẽ hay hơn, và đánh đàn ấy nó sẽ trơn tru hơn, nhuần nhuyễn hơn. Chú hy vọng là để khi nào biểu diễn mà chính thức, khi mà công bố ấy, thì cháu là với lại các bạn đây là những người mà sẽ hát được nhiều bài hơn nữa nhé. Thế đã ngoài những bài mình đang tập đấy còn biết bài nào nữa không? Không biết ạ. Có thể về lên YouTube đi, mình mở ra mình xem, mình nghe thêm để học được nhiều hơn. Buổi chiều thật ý nghĩa. Hôm nay tôi đã được chứng kiến và xem lớp truyền dạy hát then đàn tính của nghệ nhân Thảo Ngọc Kiến. Qua đây thì mong rằng mọi người sẽ thật sự say mê, ham mê và học được nhiều bài hát hơn, qua đó giữ gìn những giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc Việt Nam cho mai sau.